ơi, hôm nay á hai chị em mình đi ra chợ giớn đó cả nhà ơi. Cái giớn ở nhà mình luôn nè cả nhà thấy không? Bây giờ hai chị em mình sẽ bơi xuồng đi lại đằng đó đi chợ giớn nha. Ăn bánh mì không chị? Bánh mì nữa. Cả nhà cùng đi theo nha. Đi thôi. Caramel. Wow, có cua nó kìa cả nhà thấy không? Đúng rồi, đây một con cua đây, nữa nè. Caramel. Cái con cá gì mà nó dài dữ vậy ta? Wow, có được một con tôm mini. Như dài con kiếp. À, chưa để chị. Chắc phải đổ vô cái xù luôn quá à. Chờ để cho Caramel lại nói đẳng đi. Rồi mình đẩy cái này nè, con cá lóc nó nhảy kìa. Wow, hít quá à. Bữa nay mình vô bánh luôn được một con cá lóc to luôn đó. Bây giờ nó nhảy đó nha. Đừng nhảy. Rồi con cá chơi đó kìa. Để mình đổ ra đi. Em đổ đi mình chạy. Tại vì nhiều cá nhỏ quá. Wow, hít quá cả nhà ơi. Lần nào bắt cá cũng có bà cá sấu. Ngộ thiệt á, cá cua. Như người mẫu vậy á, ấm nhôm. Đâu rồi? Lấy cho mẹ này nha. Được hai con cua. Lấy cho mẹ con nữa nè. Ui. Hết chưa ta? Lấy còn con cua. Nó chơi chơi bụng bền. Hết chưa chị? Rồi. Hết rồi. Giờ mình thả lại đi. Ơi ca men lấy giùm cái rổ đậy lại nha. Ủa chị lấy cái rổ đậy lại thôi nó bay đó. Gì quá. Cá biết bay. Để nó nhảy đó nha. Cá biết bay là siêu phẩm. Nó lộn cả nhà ơi. Cá nó nhảy chứ không phải cá nó bay nha. Chờ chế lại nha. Chưa kịp lấy cho Dũng nó hẳn lại. Rồi, em đang Dũng. Rồi gạch thẳng rồi đó. Cả nhà ơi thì mấy chị em mình cũng lên trời rồi nè. Đây được một con cá lóc đâu mà vô mảnh quá ha. Ôi chị ôi, sợ nó gớt quá hả đây. Ra được một con. Ôi. Chị sợ nó tu. Đây với một con cá chơi này là cá chê trắng ha Yên. Cá chê trắng này chị. Nhưng mà con cá chơi nè. Ôi nó cũng chưa. Nó bị ngọt. Nó bị ngọt rồi cả nhà ơi. Nắng. Đây. Đổ đây đổ cho cả nhà coi nha. Tổng hợp cá luôn á cả nhà rất là nhiều luôn. Có. Wow bà cua ơi bà cua. Con cá chép đó mình thả đi. Mấy
con cá nằm mấy chị em mình ăn không được thì sẽ thả nha cả nhà. Ơ như cái con này là con gì vậy? Ô hình như là con lươn. Lươn đi đi. Lươn nhỏ mà nhỏ quá. Ui, cũng hơi sợ sợ đó cả nhà, nhìn là nhìn nó sao sao đâu á cả nhà. Tự trắng. Đúng rồi. Nó bóng nhỏ quá. Nhưng mà hai chị em phải lên thay đồ mới được, ướt bệnh đó. Đi, thay đồ xong rồi xuống làm. Con mang ốc này ốc gì ta? Không biết, nên mình thả đi. Thả đi cho nó bụi đi. Nếu mà ăn được thì đó mình bắt lại. Có cái vỏ tôm lột nè. Tôm lột luôn, tôm lột. Cả nhà con cá chim này cả nhà. Nhà thấy không? Ủa, con cá chim gì mắc bụi ghê thiệt luôn á. Cá chim đó hả chị? Ờ, cái này gọi là cá chim á. Ăn cũng ngon lắm á. Thả mấy cá về mấy chị em mình ăn lượt cá lại đây cả nhà ơi. Cái nào ăn được thì mình sẽ lấy. Đây cả nhà ơi, thì cá hai chị em mình cũng đã làm xong rồi nè. Cái này thì một hồi hai chị em mình sẽ kho nha. Kho tiêu đi ha. Kho tiêu, kho ớt gì đó. Kho cá lóc cũng xong rồi. Kho sả thì một chút xíu mấy chị em mình sẽ nhét vô bụng để nấu cháo cá lóc đó cả nhà ơi. Hôm nay mấy chị mình nấu cháo cá lóc nha. Ngon lắm luôn á, đâu được một con cá lóc đi. Thành phẩm. Cái này cần cắt hạ lựu nữa nha. Dạ. Chị thì chị nhà hồi nãy thằng có mua một ít nấm nữa này cả nhà. Đó, bây giờ mấy chị em mình sẽ tiên thì cắt hạ lựu, thằng thì sẽ ấy nấm như thế này nè. Để gọi là sao cắt kiểu nấm hả? Cắt cho nó nở cho đẹp. Đúng rồi, như cái bông vậy đó cả nhà. Ăn uống nhưng phải màu mè. Ăn uống nhưng mà phải đẹp nha. Mấy chị em mình thích đẹp mà. Phía trên lò thì Hằng cũng đã bắt nước rồi đó cả nhà ơi. Để mình thả cá vô thôi, nước sôi thì Hằng sẽ thả cá vô. Xả thì mình để cho cá nó hơn. Nhà mình lúc nào cũng không phải là cái xả. Dường xả thôi. Đây mọi người ơi, thì Hằng nhét xả vô nha. Đó, như thế này đi, rồi mình sẽ đem nó lên lò thôi. Tại vì nước này cũng đã sôi rồi. Đó, nè, nó sôi, bây giờ Hằng sẽ đẩy vô nha. Đẩy cũng phải đẹp đó cả nhà ơi. Đó, Hằng sẽ đem đụng cái giá. Trong xả nó hơi dài đó cả nhà. Không sao đâu. Mới đi rửa tay vô cả nhà ơi. Bây giờ thì mình sẽ nêm nha. Một ít muối nha, muối bọt đây, bột ngọt nữa nha cả nhà. Ngọt đấy ít thôi, để nhiều quá ăn nó sẽ bị giảm trí nhớ đó cả nhà ơi. Tiếp theo là đường nha. Mình để xả vô cho nó thơm á cả nhà. Mùi thơm của xả rất là dễ chịu. Rất là gì? Rất là gì Yên? Nói chung là rất là thơm và ngon đó. Cái này là hạt nêm này nha cả nhà. Đúng rồi. Đây cả nhà ơi, thả cá vô thôi. Ui. Rồi. Nồi cháo của mình hơi đặc nha. Đây mình sẽ để hành vô nữa nha. Để gì nữa ta? Tiêu. Tiêu bên chị kìa. Đúng rồi, chị có lấy sẵn rồi nè. Ui, để hành vô cái này nhìn. Màu mèo quá lấy hẹ. Chắc tiêu vô nữa cho có đủ mèo luôn chị. Đúng rồi. Kiếm cái gì màu vàng đèn xanh đèn đỏ. Cái này không có màu vàng được đâu. Rồi bây giờ mình nhắc xuống thôi nha. Chị nhắc xuống nha. Đây cả nhà ơi, thì có cá nha cả nhà. Đó, Hằng có phi một xíu tỏi cho nó thơm đó cả nhà.
này là cá tổng hợp nha. Nó có cả nhà ơi thì chảo cá, chảo cá tổng hợp kho cũng đã chín rồi, thằng nhắc xuống nha. Nó quéo chân nữa luôn rồi nè. Đây là cả nhà nhìn nè. Thơm chưa yên, nước mũi chưa? Thơm. Thôi thì cái món mà cháo cá lóc á với cá kho hỗn hợp á thì cũng đã chín rồi, bây giờ thằng mời cả nhà nha. Mời cả nhà với mấy chị em mình nha. Cả nhà nha. Rồi, đây cái này là ai nấu rồi ăn luôn vậy? Ai nấu sao? Không biết nha. Em nấu chưa? Mày nấu sao mày nấu nữa chứ? Phải nấu rồi mà. Giấu mặt đã nấu không? Em nấu với ai nấu? Đã nấu đó nha, mình mới biết luôn đó nha. Mình là thợ nấu nha mọi người. Đây là mình nấu nha mọi người. Chắc là lần hai đó mình nấu nha mọi người. Cá dài. Cá dài ha. Cá ngon ha. Tại lúc đem lên đó mấy chị em mình có ngâm muối á. Thôi coi nè, để vô đây. Để con tép vô miếng cháo cái vừa ăn rồi luôn á. Video của mấy chị em tụi mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các nhà yêu thích kênh thì nhớ like và đăng ký kênh nha. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt.